CNN tốn hết giấy mực để ca ngợi ngôi nhà độc đáo này của Việt Nam, tưởng chỉ trong phim viễn tưởng mới có. Trời ơi, gian nhà chính làm tôi liên tưởng ngay đến một vài bối cảnh phim Thợ săn phù thủy. Không tin nổi, nhìn vào kiến trúc của ngôi nhà có vẻ như đã bị nấu tan chảy ở nhiệt độ cao và sau đó bị đông cứng trong hình dạng kỳ cục. Ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giới đây rồi, kiến trúc sư tài năng nào đã tạo ra nó, người đó quả là thiên tài. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Songer. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được đọc qua những dòng bình luận bày tỏ sự kinh ngạc, phấn khích và ngưỡng mộ của người nước ngoài. Họ đang nói về một ngôi nhà rất đặc biệt ở Việt Nam chúng ta mà có lẽ là các bạn xem video này cũng chưa bao giờ biết đến đâu đấy. Mình bật mí nhé, đây là một ngôi nhà hoàn toàn do tài năng và trí tuệ của kiến trúc sư Việt Nam xây dựng nên. Nó từng được nhiều tạp chí hay chuyên trang về du lịch uy tín trên thế giới như The Richest Business Insider hay là Lonely Planet bầu chọn là một trong những địa điểm lạ lùng nhất hành tinh. Top 10 căn nhà kỳ lạ nhất thế giới theo bình chọn từ tờ People Daily của Pháp. Và đặc biệt là ngôi nhà này còn được trang CNN nổi tiếng của Mỹ dùng hết bút mực để hết lời tung hô là ngôi nhà bước ra từ cổ tích. Mà các bạn biết đấy, không nhiều địa điểm ở Việt Nam lại được lên hẳn một bài khá chi tiết trên trang CNN nổi tiếng của Mỹ. Liệu ngôi nhà kỳ dị này có gì mà hot đến như vậy? Xin mời các bạn hãy cùng mình đi khám phá trong video hôm nay nhé! Xin hân hoan chào đón tất cả các anh em, chúng ta đang cùng đến với xứ sở Mù Sương, thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt. Các bạn cũng biết rồi đấy, Đà Lạt nổi tiếng với con thác, rừng thông hay là thời tiết dễ chịu quanh năm. Tuy nhiên giữa khung cảnh thơ mộng ấy lại có một điểm nhấn độc đáo, được xem là nét phá cách, khiến Đà Lạt càng trở nên đặc biệt hơn trong mắt du khách. Địa điểm mà mình muốn nhắc đến đây chính là ngôi nhà này. Nó được mang tên Crazy House, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngôi nhà điên. Vậy Crazy House thực chất là gì? Crazy House Đà Lạt là tổ hợp khu tham quan kết hợp nghỉ dưỡng, được khởi công xây dựng từ năm 1990 trên khuôn viên rộng gần 1.900m2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Đây là tác phẩm thể hiện trí tưởng tượng của bà Đặng Việt Nga, kiến trúc sư 79 tuổi. Bà Nga cũng chính là một trong số ít những người khi còn trẻ được gần gũi bên Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều, bởi vì bà chính là con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Nói về công trình, cũng chính là đứa con tinh thần của mình, kiến trúc sư Đặng Việt Nga chia sẻ. Ngôi nhà điên là đỉnh cao của cuộc đời và sức sáng tạo của tôi. Tôi muốn tạo ra một thứ nguyên bản, tiên phong và khác biệt trên thế giới. Chính sự đặc biệt trong kiến trúc này đã khiến tờ CNN Mỹ phải dành riêng một bài viết cho Crazy House Đà Lạt. CNN miêu tả, Crazy House Đà Lạt như một bức tranh siêu thực của họa sĩ Tây Ban Nha Salvador Dali hay một công trình organic mang dấu ấn cá nhân của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudí. Được biết, lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã đặt tên cho con gái là Việt Nga, có nghĩa là Hằng Nga nước Việt. Vì lẽ đó mà công trình ban đầu có tên là Biệt thự Hằng Nga. Tuy nhiên, sau này ngôi nhà đổi tên thành Crazy House để thể hiện rõ hơn ý tưởng cũng như sự độc đáo trong thiết kế và để nó đến gần hơn với du khách ngoại quốc muốn đến tham quan. Kể từ khi mở cửa, ngôi nhà điên trở thành địa điểm tham quan thu hút những du khách thích khám phá, tìm kiếm những sự mới lạ khi tới xứ Ngàn Hoa Đà Lạt. Mời các bạn hãy cùng theo chân mình đi xem tổng quan của ngôi nhà điên này. Chính kiến trúc có phần kỳ dị của căn biệt thự sẽ khiến du khách ấn tượng ngay từ những phút đầu tiên. Đây là công trình theo trường phái kiến trúc biểu hiện, trường phái nghệ thuật bóp méo sự vật một cách triệt để. Ngôi nhà hoàn toàn không có góc vuông, thay vào đó là những hình thù tự nhiên như là nấm, vỏ sò, hang động, mạng nhện. Gian nhà chính của Crazy House được xây trên cao, nằm chính giữa khu vườn bờ, bao quanh là 4 ngôi nhà cây to lớn. Các cành cây bằng xi măng được thiết kế thành cây cầu xoắn để con người có thể di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà. Và điều đặc biệt hơn cả là đứng ở Crazy House nhìn xuống, du khách như có thể thấy toàn bộ Đà Lạt thu nhỏ trong tầm mắt của mình. Không sở hữu những đường nét và góc cạnh ngay hàng thẳng lối, tất cả mọi thứ trong ngôi nhà quái dị này có vẻ như là đã bị nấu tan chảy ở nhiệt độ cao và sau đó đóng băng trong hình dạng kỳ cục. Giữa các tòa nhà là những rễ cây, xương sầu từ bê tông và mạng nhện khổng lồ làm bằng dây kẽm. 11 căn phòng nghỉ đều có cái tên độc đáo như là quả bầu, kangaroo, con gấu, con ong, cây tre, tổ mối và đều có thể được thuê để nghỉ qua đêm bình thường. Có lẽ đẹp nhất là phòng quả bầu. Phòng quả bầu cũng chính là phòng cao nhất của biệt thự và là phòng được khách du lịch quốc tế rất thích. Vì ở trong này có thể đốt củi trong bụng quả bầu, giữ ấm suốt đêm để ngủ mà không cần đắp chăn. Các phòng nghỉ ở đây có đầy đủ tiện nghi cần thiết của một khách sạn sang trọng. Hiện tại thì mỗi năm Crazy House đón khoảng 100.000 lượt khách tới tham quan. Trong đó phần đông là người nước ngoài, còn du khách Việt thì có vẻ như là không mấy mặn mà cho lắm với tọa độ này thì phải. Thử search tên hay là hashtag liên quan đến công trình nổi tiếng này trên Instagram mà xem. Bạn sẽ bất ngờ với lượng kết quả trả về khi gần 99% loạt hình giống ảo đều là của người nước ngoài. Và khi nói về căn nhà này, Mizoshi, 32 tuổi, một tình nguyện viên của tổ chức JISA, Nhật Bản nhận định.
Điều hay ho là mỗi lần đến, bạn sẽ khám phá ra một điều gì đấy mới mẻ. Crazy House sẽ không bao giờ hoàn thiện, nó như một thực thể sống và luôn thay đổi. Công trình kiến trúc này đại diện cho vẻ đẹp và sự tráng lệ của thiên nhiên, nơi giúp cảm nhận được những tính chất tốt lành của thiên nhiên. Hay như cách đây chưa lâu, kênh truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc là đài KBS đã thực hiện một chương trình truyền hình thực tế tại căn nhà điên này. Khách mời tham dự tỏ ra vô cùng sung sướng và không ngừng thốt lên là quá đẹp, quá tuyệt đi tới đây. Khán giả Hàn Quốc cũng bình phẩm rằng, không ngờ có thể chiêm ngưỡng một nơi thế này tại Việt Nam, tưởng châu Âu mới có. Mình thì thấy nó rất đẹp và gần gũi, không hề điên tí nào, nhìn bên ngoài nó hoàn toàn ẩn minh và yên ả. Phải đến đây một ngày gần nhất, tôi muốn hóa thân thành công chúa, thực sự quá đẹp. Vâng, và hình như Hàn Quốc làm marketing du lịch cho Việt Nam còn đỉnh hơn Việt Nam làm nữa. Nhờ mấy chương trình này mà lượt du khách quốc tế đến nước mình nhiều hơn đấy. Vâng, và ai muốn đến đây tham quan thì cứ thoải mái nhé. Vì như đã nói ở trên, đây là mô hình tham quan kết hợp nghỉ dưỡng nên du khách hoàn toàn có thể đặt phòng để trải nghiệm nghỉ qua đêm tại Crazy House. Giá lưu trú của mỗi căn phòng dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu 600.000 đồng một đêm. Trong đó, trải nghiệm thú vị được nhiều hướng dẫn viên gợi ý cho du khách nghỉ qua đêm ở Crazy House, đó là ngắm bầu trời sao ngay trên nóc của căn biệt thự. Chắc sau khi xem tới đây, nhiều bạn cũng tò mò là từ đâu mà bà kiến trúc sư lại nảy ra ý tưởng xây ngôi nhà kỳ quái này đúng không? Cơ duyên xây dựng ngôi nhà là như thế này. Sau khi nhận bằng tiến sĩ ngành kiến trúc tại Moscow, bà Nga công tác vài năm tại Nga rồi chuyển về Hà Nội làm việc. Trong một chuyến công tác Đà Lạt, bà Nga đã say lòng vùng đất này vì phong cảnh tươi tốt, khí hậu mát mẻ, người dân tốt bụng và hy vọng được sống ở đây. Năm 1983, bà chuyển về Đà Lạt cùng con trai 8 tuổi. Sau nhiều năm làm các dự án thì bà nhận thấy là mình cần giải phóng trí tưởng tượng. Tháng 2 năm 1990, bà lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà điên. Tuy nhiên, thay vì bản thiết kế thông thường, bà vẽ hàng loạt bức tranh để thể hiện góc nhìn khác lạ của bản thân. Con trai bà Ga cho hay, mẹ tôi sử dụng nhiều bê tông vì rẻ và dễ biến hóa. Bà có thể sáng tạo bất kể hình gì bà muốn, chất liệu này cũng phản ánh những gì bà đang hình dung. Khoảng một năm sau khi bắt đầu, biệt thự Hằng Nga mở cửa đón những du khách đầu tiên. Hiện nay, ngôi nhà điên giống một cánh rừng kỳ ảo giữa đời thực. Bà Nga nói, tôi cảm thấy thế kỷ qua, con người đã phá hủy thiên nhiên quá nhiều, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì thế tôi muốn tạo một kiến trúc có thể đem con người gần với thiên nhiên hơn. Quả là một ý tưởng rất nhân văn và cách bà ấy biến ý tưởng thành hiện thực cũng khiến tất cả mọi người phải khâm phục. Được biết là du khách có thể ghé thăm Crazy House vào bất cứ mùa nào trong năm. Địa điểm này hoạt động mở cửa cho khách tham quan từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày. Đường đến Crazy House vô cùng dễ dàng bởi tọa lạc gần trung tâm thành phố Đà Lạt, chỉ cách 1,8 km. Từ chợ Đà Lạt, du khách sẽ chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ. Nên nếu bạn nào đam mê khám phá và kiến trúc hay là yêu thích nét đẹp lạ của ngôi nhà này thì hãy thử một lần ghé thăm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nha. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.